Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái cách đánh của danh thủ Steve Morse. Luyện cái tay phím cực kỳ tốt, luyện tay phím ở tay phải của bạn đó, Anthony Bikin, cực kỳ tốt. Đó là khi các bạn đánh những cái arpeggio mà đáng lẽ các bạn, đa phần các bạn thấy là người ta sweep picking, tức là quét dây, thì Steve Morse hầu như quýn Anthony Bikin hết. Rất nhiều câu khó, ở đây mình hướng dẫn các bạn tập trên cái chưởng thứ của 3 dây, dây 1 hay 3 thôi. Nhưng mà tay phải các bạn phải đánh hai cách khác nhau. Đầu tiên là chúng ta dùng bắt đầu phím xuống, cái đánh thứ hai là bắt đầu phím lên, và hoàn toàn là đổi tay phím liên tục, và nó giúp bạn đánh, gọi là luyện cái tay phím của bạn đánh để chính xác vô cái vị trí từng dây, nó rất là hiệu quả ha. Thì cái này chúng ta chùm liên 4 thôi bạn, một arpeggio chúng ta đánh hai cái liên 4 là như 8 nốt nha. Thì đầu tiên chúng ta bắt đầu là bằng cái việc tay phải phím xuống nha, xuống sau đó lên, xuống lên, xuống lên liên tục ha các bạn, dễ. Bắt đầu ngâm 12, 8, 10, 9, 10, 8, 12, 8. Đó, nó là các nốt, có 8 nốt như vậy, chúng ta nhịp liên 4 thôi. Đó, các bạn đánh chậm rồi nha, chúng ta nhịp theo cho nó đúng nha bạn. Các bạn thấy là tay phải một phím xuống, phím lên, phím xuống, phím lên. Sau khi la xong chúng ta sẽ xuống tới giảm bậc, đó là son trưởng. Thì thế tay thì khác một tí. Nó chúng ta có ngâm 10 nè. 7 8 7 8 7. Thì sau đó tới 10 7 nha. Yeah. Tiếp theo các bạn tương tự dịch thế tay xuống, một cung là tới ngay chỗ này là pha trưởng, thì chúng ta có ngăn 8 nè, 5 6 5 6 5 8 5. Đơn giản đúng không bạn? Thì bây giờ chúng ta sẽ đánh lại từ đầu, la, son, pha nhé. Đầu ngang 12, chậm nhé bạn. Nhớ tay phải hoàn toàn đổi phím, bắt đầu phím xuống. Đó, tương tự các bạn bắt đầu từ ngay pha chúng ta xuống mi thứ. Giảm nửa cùng ngay chỗ này, các bạn phải dàn hơi nhiều. Chúng ta có ngăn 7, ngăn 3, ngăn 5, 4, 5, 3, 7, 3. Sau đó các bạn xuống rê trưởng, tương tự chúng ta có 5, 2, 3, 2, 3, 2, 5, 2. Đó. Thì các bạn thấy là chúng ta giảm giảm chủ yếu là trưởng, thứ trưởng, chúng ta xen kẽ với nhau thôi. Đánh lại từ pha xuống nha các bạn. Đó. Thì các bạn thấy là các bạn rất dễ bị lộn tay phím. Thì các bạn thấy là chúng ta các câu này thường người ta quét dễ hơn. Đó, bàn phím lên, bấm lên hoặc phím xuống dễ hơn. Nhưng mà chúng ta dùng Anthony Bikin 2 để luyện cho tay phải các bạn thật là tốt. Thì đánh lại từ đầu tới xuống dưới nha các bạn. Và tương tự sau khi đánh tới đây rồi các bạn tăng lên, chúng ta đánh ngược lại, rê xong chúng ta lên mi pha son la giống như nãy ha, đánh lại ngay chỗ rê nha.
Đó, thì các bạn cứ đánh lên đánh xuống như vậy, nhịp đúng nhịp và có thể tăng tốc độ dần, các bạn thấy tay phím của bạn sẽ phát triển hơn, linh hoạt và đánh chính xác hơn. Tuy nhiên để cho nó khó hơn, chúng ta thử tập đổi tay phím bằng cách đáng lẽ các bạn bắt đầu bằng phím xuống, bây giờ chúng ta bắt đầu bằng phím lên, cũng internet hết nhưng mà bắt đầu đảo phím ngược hoàn toàn, hay bắt đầu phím lên cũng nghe la nghe 12 nhưng mà chúng ta tay phải chúng ta đánh phím lên chứ. Các bạn thấy chưa, bắt đầu phím lên nó sẽ ngược và lúc đầu chắc chắn các bạn sẽ khó khăn, nhưng hãy tập thử nha để chúng ta thấy coi nó tay phải của bạn linh hoạt như thế nào. Khi các bạn đánh là tới ngay cái nốt nhấn của nó mà các bạn đánh cái phím lên đúng là bạn đang đánh đúng. Nếu chưa quen hãy tập chậm lại. Nếu các bạn chưa có thể đánh câu dài, chúng ta hãy tập một cái mẫu, từng mẫu thôi. Chúng ta đánh cái tay theo dõi quan sát tay phải các bạn thì nó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong việc dùng phím. Và một trong những người internet rất là tốt ở Bezo này như mình đã nói, Steve Morse, rất nhiều album hay, các bạn hãy tham khảo không nhé. Cái đàn này là cái dáng nó 3/4 nữa các bạn. Các bạn thấy nó là nó chỉ bằng 3/4 so với cái cây đàn bình thường thôi, nhưng mà mình ôm vô cũng rất là gọn, các bạn thấy là âm thanh nó cũng hay nữa. Hiện tại shop mình đang phân phối nó nha, gỗ đẹp rất là đẹp ha, nói chung là đang khuyến mãi còn có 2.8 triệu mà thôi, các bạn nhanh tay lên hãy ủng hộ Amigo Guitar Shop, Guitar for Freedom và Đăng Khoa. Hẹn gặp trong những clip tiếp theo nhé, bye bye.